bấy giờ vị bà la môn vì chúng tôi nói tất cả các pháp vô thường tán hoại khiến cho chúng tôi xả lìa tất cả dục lạc khiến cho chúng tôi dứt trừ kiêu mạn phóng giật khiến cho chúng tôi ưa thích vô thượng bồ đề lại nữa thiện nam tử khi chúng tôi thấy vị bà la môn này thì đỉnh núi tu di có sáu thứ chấn động chúng tôi sợ hãi đều phát tâm bồ đề kiên cố bất động lại có 10.000 long vương đó là Ina Bạt La Long Vương, Nan Đà Yêu Ba Nan Đà Long Vương vân vân. Ở trong hư không mưa xuống hắc chiên đàn, vô lượng long nữ, tấu âm nhạc trời, mưa xuống hoa trời vi diệu và nước thơm trời cung kính cúng dường nói như vậy thiện nam tử khi vị bà la môn này dùng năm thứ lửa đốt thân thì ánh sáng lửa đó chiếu khắp tất cả các cung điện rồng khiến cho các chúng rồng lìa khỏi sợ hãi cát nóng sợ hãi chim cánh vàng diệt trừ sân độc thân được mát mẻ tâm không dơ trược, nghe pháp tin hiểu, nhàm chán cõi rồng, dùng tâm trí thành, sám hối diệt trừ nghiệp chướng, cho đến phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, trụ nhất thiết trí. Lại có 10.000 dạ xoa vương ở trong hư không, dùng đủ thứ đồ cúng, cung kính cúng dường vị bà la môn này, và thiện tài đồng tử nói như vậy. Thiện Nam Tử, khi vị bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân, thì chúng tôi và quyến thuộc đều phát tâm thương xót đối với tất cả chúng sinh, tất cả la sát, kêu bàn trà cũng đều sinh tâm tử. Vì do tâm tử nên đối với các chúng sinh không có não hại mà đến gặp tôi, tôi và họ ở nơi cung điện của mình chẳng còn sinh tâm ưa thích liền cùng nhau đi đến chỗ bà la môn bấy giờ bà la môn liền vì chúng tôi nói pháp tất cả đều được thân tâm an lạc còn khiến cho vô được dạ xoa la sát kêu bàn trà phát tâm a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề lại có 10 ngàn càn thát bà vương ở trong hư không nói như vậy. Thiện Nam tử khi vị bà La môn này dùng năm thứ lửa đốt thân thì ánh sáng lửa đó chiếu đến cung điện chúng tôi đều khiến cho chúng tôi thọ vô lượng khoái lạc, không thể nghĩ bàn. Cho nên chúng tôi đi đến chỗ vị bà La Môn này. Vị bà La Môn này vì chúng tôi thuyết pháp, khiến cho chúng tôi được bất thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đà lại có 10.000 Atula vương từ trong biển hiện ra trụ ở trong hư không, duỗi đầu gối phải, chắp tay làm lễ mà nói như vậy. Thiện nam tử khi vị bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân, thì hết thảy cung điện của Atula chúng tôi, biển cả đại địa thảy đều chấn động, khiến cho chúng tôi xả bỏ kiêu mạn phóng giật cho nên chúng tôi đi đến chỗ bà la môn này từ khi nghe pháp của vị bà la môn này chúng tôi xả bỏ dối trá an trụ bậc nhẫn nhục kiên cố bất động viên mãn mười lực